Kính thưa quý vị, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Singapore trong việc kiềm chế nạn đầu cơ, giá nhà ở tại nước này vẫn tiếp tục tăng cao và đã lên mức kỷ lục trong quý 2 năm nay. Nguyên nhân là do giá nhà ở khu vực ngoại thành tăng nhanh. Theo cơ quan tái phát triển đô thị của Singapore, thì chỉ số giá bất động sản tư nhân của nước này đã tăng 0,8% lên mức 214,9 điểm trong quý 2, cao hơn mức tăng 0,6% của quý 1. Trong đó, tốc độ tăng giá nhà ở ngoại ô trong quý này cao hơn gấp đôi so với quý trước. Theo số liệu mới nhất mà chính phủ nước này cung cấp, giá căn hộ ở các khu trung tâm đã giảm 0,2% trong quý 2 sau khi tăng 0,4% trong quý 1. Tuy nhiên, giá căn hộ ở ngoại ô lại tăng 3%. Giá nhà đất Singapore tăng cao kỷ lục giữa lúc lãi suất thấp làm dấy lên lo ngại về bong bóng nhà đất, buộc chính phủ nước này sẽ phải mở rộng chiến dịch kiềm chế đầu cơ giá tại thị trường nhà ở đắt đỏ thứ hai châu Á này. Các biện pháp mà chính phủ Singapore áp dụng hồi đầu năm nay bao gồm tăng thuế trước bạ từ 5 đến 7 điểm phần trăm đối với những người dân thường trú khi họ mua căn nhà đầu tiên. Chính phủ cũng có kế hoạch đánh thuế khi những người này mua căn nhà thứ hai. Singapore cũng đã lên kế hoạch tăng thuế đối với các loại nhà ở cao cấp và bất động sản đầu tư.